Kính chào tất cả các bạn đã quay trở lại với chương trình Helen Phạm Di trú và cuộc sống Mỹ. Lần đầu tiên mình xin chân thành cảm ơn các bạn trong suốt thời gian vừa qua đã theo dõi và ủng hộ cho kênh YouTube của mình. Rất hy vọng tiếp tục nhận được sự ủng hộ đó của các bạn. Nếu như bạn nào thấy chương trình của mình hay hữu ích cho các bạn trong một số khía cạnh nào đó của cuộc sống thì mong rằng các bạn hãy ấn đăng ký kênh để ủng hộ cho mình hoặc là share giúp mình những video để mình có thêm động lực làm chương trình phục vụ cho các bạn. Chân thành cảm ơn một lần nữa. Video hôm nay là một video trong một ngày rất là đặc biệt, đó là ngày Valentine, ngày lễ tình nhân, và là ngày 14 tháng 2. Ok các bạn, thì chúng ta cùng nói qua lịch sử của ngày Valentine một chút ha. Có rất nhiều truyền thuyết nói về lễ tình nhân ngày Valentine này, nhưng mà có một truyền thuyết được nhiều người công nhận, đó là vào khoảng thế kỷ thứ 3, thì dưới thời vua Claudius the Second. Vua Claudius the Second đã tham gia rất là nhiều cuộc chiến tranh đẫm máu, và ông kêu gọi tất cả những chàng trai trong vương quốc của mình tham gia chiến tranh. Thì những chàng trai này không muốn tham gia chiến tranh, chỉ có ít người muốn tham gia thôi, còn lại thì họ không muốn tham gia những cái cuộc chiến tranh xâm lược đẫm máu nữa. Thì nhà vua mới suy nghĩ và đã tìm ra một nguyên nhân là các chàng trai sở dĩ không muốn tham gia chiến tranh là vì họ bị ràng buộc bởi gia đình của họ. Nếu mà họ đã có vợ rồi thì họ bị ràng buộc bởi vợ con ha, còn nếu mà chưa có vợ thì họ lại bị ràng buộc bởi những cô nàng người yêu xinh đẹp ha, chưa cưới. Ok, thì nhà vua rất là tức giận vì nghĩ rằng hôn nhân là một điều trói buộc những chàng trai trong vương quốc của mình không muốn tham gia chinh chiến. Do đó thì nhà vua mới ra một sắc lệnh là cấm tuyệt đối không cho đám cưới hay là kết hôn, không cho đám cưới hay là làm lễ đính hôn gì hết trong vương quốc của mình trong thời gian chinh chiến này. Thì tất cả các chàng trai trong vương quốc này phải tập trung toàn bộ tinh thần để tham gia chinh chiến, chứ còn không có đám cưới hay là đính hôn gì hết. Ok, thì sau khi sắc lệnh này được ban ra, rất nhiều người chống đối, nhưng mà người ta không làm gì được hết. Tại vì sắc lệnh của nhà vua ban ra, nếu mà chống đối thì sẽ bị xử tội. Và trong lúc này thì xuất hiện một người, đó là vị linh mục tên là Valentine. Ông đã chống lại sắc lệnh của nhà vua, nhưng mà ông không công khai. Ông đã bí mật tổ chức đám cưới cho rất nhiều cặp đôi muốn đến với nhau ha. Và họ âm thầm tổ chức đám cưới. Thì điều này bị nhà vua phát hiện ra, và nhà vua tức giận đã ban lệnh xử tử vị linh mục Valentine này bằng một cái hình thức rất là dã man thời xưa, đó là kéo lê vị linh mục này trên đường và ném đá cho đến chết. Thì buổi chiều ngày mà vị linh mục này chết, ông đã gửi một tấm thiệp cho một cô con gái mù lòa của viên cai tù. Cô này đã được ông chữa lành bằng phép lạ trước đó ha. Ông đã gửi một tấm thiệp cho cô gái này và ký tên là From Valentine. Ok, thì từ đó trở đi thì cái ngày 14 tháng 2 được mọi người, mọi cặp đôi trên thế giới công nhận, đó là một cái ngày, một ngày lễ, một ngày kỷ niệm cho những cặp đôi yêu nhau, không phải chỉ là tình nhân mà những cặp đôi đã là vợ chồng với nhau ha. Thì ngày 14 tháng 2 này có lịch sử từ lúc đó, và đến ngày 14 tháng 2 thì những cặp đôi ha, người ta thường tặng những món quà, những bài thơ, bài hát vân vân ha, và đặc biệt là hoa hồng và chocolate. Thì kể từ đó trở đi, ngày Valentine này được lan truyền rất nhiều nơi. Lúc đầu thì chỉ ở những nước Bắc Mỹ và phương Tây thôi các bạn, và sau đó thì rộng dần ra đến những nước Á Châu, và trong đó có Việt Nam. Thì Việt Nam ngày xưa không biết đến những cái ngày lễ như vậy đâu các bạn. Người Việt Nam ngày xưa không biết đến những ngày lễ như Valentine như vậy ha. Thậm chí là những cái ngày mà bây giờ các bạn hay thấy đó, ví dụ như là Halloween hay là thậm chí là Black Friday vân vân ha, thì tất cả những cái ngày đó thì người Việt Nam mới bắt đầu làm quen dần khi mà tiếp xúc với những cái nước phương Tây thôi, chứ ngày xưa thì Việt Nam không có biết những ngày lễ đó. Và Việt Nam bị ảnh hưởng bởi Trung Quốc, là ngày
mà họ kỷ niệm cho những cái cặp đôi yêu nhau là ngày mùng 7 tháng 7 âm lịch, là ngày lễ thất tịch đó các bạn. Thì tương truyền rằng ngày 7 tháng 7 âm lịch, ngày lễ thất tịch là ngày Nhu Lan và Trinh Nữ gặp nhau. Cái đó thì lại là một truyền thuyết khác ha, của người Á Châu. Nhưng mà khoảng từ năm 2005 trở về sau này thì người Việt Nam đã bắt đầu biết đến ngày lễ Valentine này, và họ đã mình dùng từ là bắt chước phương Tây ha, ok, bắt chước phương Tây, tặng những cái món quà, rồi tặng hoa, hoa hồng ha, hoa hồng mà chocolate cho những người thương yêu nhau. Nhưng mà cái khác biệt ở Việt Nam là họ không có áp dụng 100% hoàn toàn giống như phương Tây. Nếu mà phương Tây ngày trong ngày lễ Valentine, chàng trai hoặc là cô gái đều tặng quà cho nhau, ví dụ như cô gái tặng cho chàng trai một cái món bánh cô ta làm, hoặc là chàng trai tặng cho cô gái một cái đóa hoa gì đó chẳng hạn, mình ví dụ như vậy đi. Nhưng mà người Việt Nam thì trong cái tinh kình của họ là con trai phải tặng quà cho con gái. Do đó thì ngày lễ Valentine ở Việt Nam, trước đây thì Helen thấy là đa số ngày lễ Valentine là toàn là những cô gái đợi chờ người yêu của mình, hoặc là đợi chờ chồng của mình đến để tặng hoa, tặng quà gì đó cho mình thôi, chứ không có cái chiều ngược lại là cái người con gái đó sẽ tặng lại cho chàng trai. Đó là cái khác biệt giữa người Việt Nam và người phương Tây là chỗ đó. Mặc dù họ cũng áp dụng cái ngày lễ Valentine theo người phương Tây, nhưng mà nó có khác biệt chút xíu như vậy. Còn Trung Quốc thì cho đến bây giờ họ vẫn áp dụng ngày lễ thất tịch ha. Ngày lễ thất tịch là ngày mùng 7 tháng 7 âm lịch, ngày Ngu Lan Chứng Nữ gặp nhau. Đồng thời thì họ cũng đã áp dụng ngày lễ Valentine, nhưng mà nó không có lan rộng. Nó không có lan rộng ở Trung Quốc các bạn. Nó có nghĩa là những người mà theo cái tư tưởng hiện đại một chút thì người ta sẽ áp dụng cái ngày lễ Valentine này. Còn những người nào mà cái tư tưởng vẫn còn truyền thống phong kiến thì người ta vẫn áp dụng cái ngày lễ thất tịch ngày mùng 7 tháng 7 âm lịch ha. Ok, thì video hôm nay nói sơ về truyền thuyết ngày Valentine, đồng thời nói sang một cái đề tài khác, đó là nếu như những cặp đôi nào đang yêu nhau và mở hồ sơ di trú đi Mỹ, một người ở Việt Nam, một người ở Mỹ, dĩ nhiên là muốn mở hồ sơ để bảo lãnh cái người vợ hoặc là chồng hoặc là hôn phu hôn thê của mình sang Mỹ rồi, đúng không? Thì hãy nhân cơ hội ngày Valentine này, chúng ta làm một số việc cần thiết cho cái hồ sơ di trú của mình như sau. Đó là các bạn nếu mà có cơ hội gặp gỡ nhau trong ngày hôm nay thì các bạn nên chụp thật là nhiều hình ảnh, thậm chí là các bạn đại khái là những cái cuộc trò chuyện phone của các bạn, nếu mà các bạn đang ở xa nhau ha, thì các bạn những cái cuộc trò chuyện phone hoặc là message cho nhau đó, thì các bạn nên lưu lại tất cả ha. Những cái gì trong ngày hôm nay thì các bạn nên lưu lại để chúng ta làm bằng chứng khi mà chúng ta đi phỏng vấn. Tại vì ngày hôm nay rất là quan trọng, khi mà người phỏng vấn các bạn họ mở hồ sơ các bạn ra để họ xem, thì cái ngày lễ Valentine họ mới tìm hiểu xem là cái hồ sơ này có bằng chứng gì trong cái ngày đó không. Cũng là một cái điểm cộng cho hồ sơ của các bạn, đúng không? Tại vì không có một cái cặp đôi yêu nhau nào, hoặc là những người đã là vợ chồng mà lại không có quan tâm gì đến cái ngày Valentine này hết ha. Thì đó cũng là một sự không có phù hợp cho lắm. Do đó các bạn hãy lợi dụng cái ngày Valentine này để chúng ta thu thập thật là nhiều bằng chứng để làm đẹp cái hồ sơ của mình, hồ sơ bảo lãnh vợ chồng hoặc là bảo lãnh hôn phu hôn thê của mình. Hãy lợi dụng cái ngày Valentine này thật nhiều vô các bạn. Sorry các bạn là hôm nay Helen dự định làm video từ sáng sớm để nhắc nhở các bạn, nhưng mà bận rộn quá, busy quá nên bây giờ mãi đến chiều thì Helen mới làm video này. Thì nếu như mà bạn nào còn kịp thời gian thì hãy vui lòng làm những cái điều giống như Helen nói, chúng ta thu thập thật là nhiều bằng chứng trong ngày Valentine này để đến khi mà chúng ta đi phỏng vấn, hồ sơ chúng ta có thêm một điểm cộng. Thêm một điểm cộng là thêm một niềm hy vọng để cho các bạn đậu visa đi Mỹ. Do đó thì chúng ta nên chuẩn bị ha. Thậm chí là bây giờ các bạn có thể lập tức message cho người yêu
Ok, không cần tặng tặng quà tặng gì đâu các bạn. Các bạn chỉ có những cái cuộc nói chuyện ha, mặc message như vậy thôi để các bạn lưu lại. Cái đó là bằng chứng, như vậy là tốt rồi. Còn nếu như mà người yêu hoặc là vợ chồng các bạn đang hiện diện ở Việt Nam thì hãy chụp thật nhiều hình ảnh trong ngày hôm nay ha. Chụp thật nhiều hình ảnh và kênh cái hình ảnh đó, thậm chí là cái máy chụp hình nó có ghi là cái ngày hôm nay là ngày 14 tháng 2 thì nó càng tốt nữa. Ok các bạn, ngày Valentine Helen chúc cho tất cả những cặp đôi đang yêu nhau và sẽ tiếp tục yêu nhau được mãi mãi hạnh phúc. Và nếu những cặp đôi nào đang có hồ sơ bảo lãnh đi Mỹ thì sớm đạt được nguyện vọng của mình để đến được với nhau. Ok các bạn, Helen dừng chương trình ở đây nha. Mình chúc tất cả các bạn một ngày vui vẻ và tốt lành.